Hôm nay mình sẽ quay cái chuồng bồ câu của mình nuôi hôm trước nha các bạn. Hôm trước có những cái gì mới cho các bạn cùng theo chân mình nha. Và đây một số bồ câu của mình nuôi hôm trước các bạn. Số nó còn nhỏ. Là bây giờ thì nó đã có kết quả rồi nha các bạn. Và đây là cái ổ trứng của nó nha các bạn. Đây là ổ trứng mới đẻ nha các bạn. Và đây là cái số bồ câu con nha các bạn. Đã được hai em bồ câu con nở đẻ nở và nó đẻ ấp và nở được hai em bồ câu con nữa các bạn, lên lơ tương đối lớn lớn các bạn. Đây là con bồ câu nó mới mới ấp các bạn, mới nở luôn các bạn thấy không. Em này trứng một ổ là hai trứng mà được nở cái ổ này nở được có một con các bạn. Và đây là cái ổ nó mới đẻ nè, được hai trứng. Và đây là được hai em bồ câu con tương đối lớn lớn. Và đây là số bồ câu các bạn, số bồ câu đó. Nó hơi chá nắng các bạn thông cảm nha. Bồ câu nó vô nó ấp lại rồi các bạn, rồi con kia thì nó vô nó nuôi con nó lại rồi. Và đây là cái dãy, nguyên một dãy mấy rổ mà mình để cho nó ấp á các bạn, đẻ và nó ấp á. Và đây là cái giàn của mình gác mấy cái cây lên các bạn, để cho bồ câu nó đứng các bạn thấy không. Vậy là mình đã quay cái chuồng bồ câu của mình cho các bạn xem rồi nha. Rồi mình cũng kết thúc video tại đây. Các bạn thấy video có ý nghĩa và thì các bạn cho mình đồng like, chia sẻ, đăng ký để mình có động lực làm nhiều cái video được tốt hơn nha các bạn. Rồi mình sẽ tạm biệt các bạn nha.